nguyên liệu sử dụng mình sẽ sử dụng len màu đỏ và len màu vàng new cotton, kèm theo là cây kim móc 3mm. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu trước với màu đỏ nhé. Chúng ta bắt đầu hàng 1 với vòng tròn ma thuật 12 mũi kép đơn. Các bạn sẽ đặt len như thế này và các bạn sẽ kéo len lên. Tiếp theo sẽ lên 2 mũi móc xích, 1, 2 và móc 12 mũi kép đơn vào vòng tròn lớn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi chúng ta sẽ kéo phần này lại, kéo chặt lại. Rồi chúng ta sẽ xong hàng đầu tiên. Các bạn sẽ kết thúc bằng một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Tới hàng thứ hai, các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích và móc 12 mũi kép đơn tăng. Nghĩa là mỗi chân mũi này sẽ là 2 mũi kép đơn. 1. Vẫn chân mũi đó, chúng ta một mũi kép đơn nữa. Chúng ta đã được một mũi kép đơn tăng. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết hàng. 1, 2. Được 2 mũi. Tiếp tục. 1, 2, được 3, 1, 2, chúng ta được 4 mũi kép đơn tăng. Làm như thế cho tới hết hàng để hoàn thành hàng thứ 2 nhé. Tới đây hết hàng thứ 2, chúng ta sẽ tiếp tục trượt vào chân mũi đầu tiên và chuyển hàng thứ 3. Các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích và chúng ta móc mũi kép đơn và mũi kép đơn tăng đan xen. Đầu tiên là mũi kép đơn vào chính chân mũi đầu tiên này. Chân mũi thứ hai chúng ta móc một mũi kép đơn tăng. 1 này và 2, mũi thứ hai vào chân mũi đó luôn. Chúng ta được một lần. Tiếp tục lần thứ hai, đầu tiên là kép đơn này. Rồi kép đơn tăng. 1 và chúng ta được 2 lần, tiếp tục lần thứ ba, một mũi kép đơn. Rồi và một mũi kép đơn tăng. 1 và 2. Đó, chúng ta được 3 lần. Các bạn làm tiếp tục cho đủ 12 lần để chúng ta hoàn thành hàng thứ 3 nhé. Hết hàng thứ 3, chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Bắt đầu hàng thứ 4, đầu tiên các bạn sẽ móc 1 mũi kép đơn vào chính chân mũi đó. Sau đó đến 1 mũi kép đơn tăng vào chân mũi tiếp theo. 1 và 2. Tiếp theo đó chúng ta sẽ móc 2 mũi kép đơn liên tiếp. 1, 2 và 1 mũi kép đơn tăng vào chân mũi tiếp theo. 1, 2 mũi này chung chân nha. Chúng ta đã được 1 lần là 2 mũi kép đơn liên tiếp và 1 mũi kép đơn tăng. Tiếp tục. 1 kép đơn này, 2 mũi kép đơn liên tiếp này. Rồi đến 1 mũi kép đơn tăng. 1 và 2. Các bạn được 2 lần. Chúng ta làm tiếp tục lần thứ 3 này. 1 và 2. 2 mũi kép đơn liên tiếp. Rồi đến 1 mũi kép đơn tăng. 1 và 2. Chúng ta đã được 3 lần như vậy. Các bạn tiếp tục lặp lại cho tới khi đạt 11 lần thì chúng ta sẽ dừng lại nhé. Chúng ta sẽ làm cứ 2 mũi kép đơn liên tiếp rồi đến 1 mũi kép đơn tăng. Đó, chúng ta làm như thế tất cả là 8 lần nữa rồi chúng ta sẽ dừng lại. Tới đây mình đã làm được 11 lần như vậy. Và chúng ta còn một chân mũi cuối thì các bạn móc một mũi kép đơn vào đây. Rồi. Sau đó thì trượt một mũi vào chân mũi đầu tiên. Chúng ta tiếp tục lên 2 mũi móc xích, bắt đầu hàng thứ 5. Hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc kể từ chân mũi đầu tiên này. Đó, chúng ta móc 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ cứ móc như thế cho tới hết hàng để chúng ta được 48 mũi kép đơn ở hàng thứ 5 nhé. Ở đây mình đã móc hết hàng thứ 5 với 48 mũi kép đơn. Các bạn có thể đếm là 1, 2, 3, 4, 5 hàng. Rồi tiếp tục mình sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và tiếp tục lên 2 mũi kép đơn. Và chúng ta móc hàng thứ 6 giống hệt hàng thứ 5. Vẫn là 48 mũi kép đơn như vậy.
Rồi sau đó thì các bạn cứ làm như thế cho tới hết hàng thứ 13. Đó, chúng ta móc hàng 6, hàng 7, hàng 8, 9, 10, 11, 12, 13. Giống hệt với hàng thứ 5 chúng ta đã vừa móc. Và chúng ta sẽ quay trở lại ở hàng thứ 14 nhé. Hết hàng thứ 13 chúng ta đã móc. Các bạn có thể đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và chúng ta sẽ trượt một mũi vào chân mũi đầu tiên. Rồi chúng ta lên hai mũi móc xích, tiếp tục móc hàng thứ 14. Các bạn sẽ móc một mũi kép đơn vào chân mũi đầu tiên luôn. Rồi các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi này và móc 5 mũi kép đơn vào chân mũi này luôn. 1, 2, 2 rồi đúng không? 3, 4, 5. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua hai chân mũi tiếp theo và móc vào chân mũi tiếp theo nữa. 5 mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục sẽ bỏ qua hai chân mũi và móc đến đây cũng là 5 mũi kép đơn. Các bạn cứ lặp lại như thế cho tới hết hàng thì chúng ta sẽ hoàn thành hàng 14 nhé. Sau khi chúng ta móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ trượt một mũi vào chân mũi đầu tiên. Rồi, và chúng ta trượt một lần nữa và kéo. Chúng ta sẽ cắt sợi ở đây. Phần còn dư này thì các bạn sẽ đưa vào kim. Và chúng ta sẽ giấu ở dưới các mũi móc như thế này. Chúng ta đã xong phần thân của túi rút. Bây giờ các bạn sẽ móc thêm phần dây nhé. Phần dây thì các bạn sẽ móc bằng len màu vàng. Thì các bạn sẽ đầu tiên tạo một mũi trượt như thế này. Sau đó chúng ta móc một mũi móc xích, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ móc thật chặt tay nhé. Phần bên này chúng ta siết mạnh vào cho tới khi chúng ta đạt đủ 80 mũi móc xích. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Các bạn sẽ làm tương tự để chúng ta có một sợi dây thứ hai như thế này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ đưa phần này vào kim. Mình sẽ đưa phần này vào trong kim. Rồi thì các bạn sẽ... Nãy có phần trượt ở đây á, thì các bạn sẽ để ở bên cạnh nhé. Và chúng ta để như thế này. Và chúng ta sẽ đưa vào cái hàng bên dưới này. Đó chính là hàng thứ 13 đó. Thì các bạn sẽ đưa từ đây đến đây lên này. Cứ cách hai chúng ta lại lên xuống. Các bạn kéo ra cho đến khi chúng ta quay trở lại. Rồi, ở phần này là như thế này nha. Các bạn sẽ kéo cân đối cho hai phần dây bằng nhau. Đó, chúng ta được một phần như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ buộc thắt phần này lại. Và các bạn có thể cắt cho hai phần này bằng với nhau. Rồi, các bạn có thể cho cái phần này, các sợi len được bung ra. Làm tương tự thì chúng ta sẽ đặt phía bên này. Cho vào đây. Đó, thì chúng ta lại bắt đầu từ phía bên này nhé. Và cũng đi đúng theo đường vừa xong.
Đây, phần bên này thì chúng ta cũng tiếp tục thắt lại. Đó, các bạn có thể kéo mỗi lần rút ấy thì chúng ta sẽ kéo như thế này. Đó, chúng ta sẽ được phần túi rút. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một phần trang trí ở phía trên này nhé. Mình sẽ làm với màu vàng. Thì đầu tiên mình sẽ lên 7 mũi móc xích. Chúng ta tạo nút thắt và móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó thì chúng ta bỏ qua một chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, nhưng mình móc vào cạnh sau nhé. Chúng ta móc 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, cuối cùng là 6 mũi đơn. Tiếp tục chúng ta lên một mũi móc xích, bắt đầu hàng thứ hai, lại chân mũi đầu tiên chúng ta móc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục lên một mũi và chúng ta sẽ móc hàng thứ 3, 4, 5, 6 giống hệt hàng thứ hai. Mỗi hàng sẽ là một mũi móc xích và 6 mũi đơn nhé. Sau khi móc xong hàng thứ 6 rồi thì mình sẽ lên một mũi móc xích và móc các mũi đơn ở xung quanh hình vuông này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta móc thêm một mũi nữa cũng ở chân mũi thứ 6. 7, rồi tiếp tục sang bên này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Chúng ta móc thêm một mũi nữa vào chân mũi này nhé. Rồi, tiếp tục sang đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta móc thêm một mũi nữa vào chân mũi thứ 6. Rồi, đến hàng này chúng ta móc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến đây rồi, trượt vào chân mũi này, một mũi trượt và chúng ta kéo sợi. Các bạn sẽ để dư một đoạn dài một chút nhé, để chúng ta khâu vào phần thân túi. Ta sẽ đưa vào kim và các bạn sẽ đặt cái phần này ở ngang hai bên này, các bạn sẽ đặt chính giữa như thế này và tiến hành khâu. Cứ như thế cho tới hết bốn cạnh nhé. Sau khi khâu xong phần này rồi thì mình sẽ khâu thêm một cái phần đường viền màu đỏ. Đầu tiên mình sẽ thắt phần này vào đã. Thắt vào đây để bắt đầu khâu tiếp. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu khâu từ đây. Sẽ cách một mũi, chúng ta sẽ đưa vào một mũi. Xong phần này thì mình sẽ tiếp tục khâu thêm một chữ Tết ở phía trước này nhá. Thì các bạn sẽ tự khâu để được thành quả như thế này. Các bạn sẽ nắn nót để khâu một chữ Tết như thế này nhá. Mình khâu cũng không được đẹp cho lắm nên là mình sẽ không quay chi tiết. Các bạn sẽ nắn nót và sẽ tỉ mỉ thì sẽ ra một thành quả đẹp hơn của mình nha. Và đây chính là kết quả chiếc túi rút hàng Tết của mình rồi. Các bạn thấy thế nào? Hãy comment và chia sẻ trải nghiệm móc chiếc túi này cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.